Bạn chính mình Bất tri, bất giác Cũng dần dần biến thành dạ Thời gian qua rất nhanh Khi tôi học Phật 26 tuổi Hiện tại nghĩ lại cũng giống như mới ngày hôm qua Bất tri, bất giác Và yếu Con người đến sau trung niên hạnh phúc nhất không phải tiền tài không phải địa vị thân thể khỏe mạnh thân thể không khỏe mạnh thì rất là khổ cho dù có người chăm sóc hầu hạ lão khổ vẫn cứ không thể tránh khỏi loại thứ ba bệnh khổ con người Mỗi ngày ăn ngủ cốc tạp lượng Không thể nào không sanh bệnh Khổ của bệnh đau Tôi nghĩ rất nhiều đồng tu Đều có kinh nghiệm Bạn đều có bị bệnh qua Phía sau còn có thêm một cái tử khổ Chúng ta thời gian vẫn chưa đến Vẫn chưa chết qua không biết khổ của chết ra làm sao Sinh cùng chết Phật nói rồi Sinh khổ Đầu thai đến mẫu thân Tình hình của đầu thai Phật nói Mang thai 10 tháng Thai nhi 10 tháng này trải qua đời sống cũng giống như ở trong địa ngục cho nên gọi là thai ngục mẫu thân uống một ly nước nóng thì cũng giống như ở trong địa ngục bạc thục uống một ly nước lạnh chúng liền cảm thấy giống như ở trong địa ngục hàng băng khổ nói không ra lời nếu như không phải phật nói với chúng ta chúng ta có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra Cho đến khổ của cái chết Khi chết thần thức của chúng ta Rời khỏi cái thân thể này Dân gian gọi là linh hồn Thoát khỏi nhục thể Cái thống khổ đó Phật thí dụ nói Cũng giống như lột mai con rùa ra vậy Con rùa Con rùa vàng còn sống bạn đem cái mình nó kéo ra khỏi mai. Người nói thần thức, rời khỏi thân thể thống khổ, giống y như vậy. Cho nên người, sau khi dứt hơi thở, 8 tiếng, tốt nhất là 12 tiếng đồng hồ, không nên chạm vào họ. Vì sao vậy? Họ rất là đau khổ. Nếu khi bạn chạm vào họ, thống khổ mà họ cảm nhận được là quá lớn. Có lúc không thể chịu nổi Sau 12 giờ đồng hồ Họ rời khỏi rồi Thần thức mới chân thật rời khỏi Thông thường 8 giờ đồng hồ chưa rời khỏi 12 giờ thì rất an toàn Sanh lão bệnh tử Chúng ta không cách gì tránh khỏi người chân thật tu hành tu đến trình độ công phu tương đối cái khổ này họ có thể tránh khỏi tuy là có những sự việc này họ sẽ không có thống khổ thế nhưng bốn điều phía sau trước tiên bạn phải làm cho được sau đó mới có thể tránh được cái khổ của lão bệnh tử bốn điều phía sau cái thứ nhất là cầu bất đắc khổ trong tâm bạn môn cầu quá nhiều rồi bạn cầu tiền của bạn cầu địa vị bạn cầu thông minh trí tuệ những sự việc bạn mong cầu quá nhiều Không thể thỏa mãn nguyện vọng của bạn ngạn ngữ thường nói Con người ở thế gian Việc không vừa ý Thường đến tám chín phần Tám chín phần đều là không như ý. Bạn liền biết được khổ của nhân sanh. Cầu bất đắc. Thế nhưng trong cửa Phật lại thường nói Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng. Lời nói này có đáng tin hay không? Đích thực là rất đáng tin. thế nhưng bạn phải hiểu được cái đạo lý này phương pháp để cầu nếu bạn không hiểu đạo lý không hiểu phương pháp sự cầu của bạn là cầu không được tuyệt đối không phải nói bạn cầu thăng quan phát tài bạn ở trước mặt phật bồ tát ngày ngày thắp hương ngày ngày dập đầu ngày ngày cúng dường vậy thì cầu không được đây là bạn không hiểu đạo lý cũng không hiểu phương pháp lý luận và phương pháp ở trong kinh điển phật đã giảng rất tường tận bạn không biết được đến nơi nào để học có một quyển sách nhỏ gọi là liễu phàm tứ huấn ngày trước chúng ta đã giảng qua mấy lần tiên sinh viên liễu phàm được giáo huấn của đại sư dân cấp ông hiểu rõ đạo lý để cầu cũng hiểu được phương pháp để cầu ông cầu công danh được công danh cầu phú quý được phú quý cầu con cái được con cái ông đều có thể cầu được đó là chân thật đạt được vì sao vậy Khổng tiên sinh đoán mạng cho ông Ông trong mạng không có Trong mạng không có Bạn cầu có thể cầu được Đây là bạn chân thật đạt được Nếu như bạn không hiểu phương pháp Không hiểu cái đạo lý này Thì chắc chắn cầu không được Liễu Phạm Tứ Huấn Cung cấp cho bạn Một phương pháp rất tốt chúng ta y theo phương pháp này mà cầu đương nhiên cũng là hữu cầu tác ứng thế nhưng thế gian có rất nhiều người không hiểu phương pháp cho nên có cầu mà không được nên khổ